Bây giờ nói về tầm quan trọng của sự kết duyên. Nếu chẳng có duyên thì dù bạn đối với họ tốt thế nào, họ đối với bạn cũng chẳng vừa ý. Trước kia có một vị pháp sư biện tài vô ngại. Người trời đều đến nghe vị này thuyết pháp, chỉ là chẳng có duyên với ai, cho nên không có ai đến nghe vị này thuyết pháp. Vị này hiểu rõ về nhân quả, cho nên đi mua rất nhiều gạo, đem vào rừng bố thí cho chim, lại niệm chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm gia trì vào gạo không ngừng. Quán tưởng tất cả bầy chim ăn gạo rồi sẽ có thể thoát khỏi thân phi cầm mà chuyển làm thân người. 20 năm sau, vị pháp sư này vẫn còn là người xuất gia. Diễn nói pháp thì tự nhiên có rất nhiều người, mà đều là người trẻ đến nghe pháp, đều cung kính năm thể sát đất. Những người trẻ này quá khứ đều là chim, đắc được pháp thí, cho nên mới sinh làm người. Vì bái ân đức mà đến ủng hộ đạo tràng, cho nên phải thường kết duyên lành với người, đừng lấy tâm sân đối đãi với người, nếu không thì chẳng có duyên với người, ai ai cũng đều lánh xa. Cúng dường thì phải dùng tâm thành khẩn và chân thật để cúng dường. Tâm chân thật tức là tâm xả đặng, xả bỏ những gì tâm còn ái chấp. Tâm thành khẩn tức là chẳng có tâm tạp loạn, làm việc phải thật lòng, chuyên tâm, nhất chí. Trước kia có vị ăn mày, vì thấy người cúng dường tam bảo tu công đức mà khiến cho ông ta cũng phát tâm cúng dường. Nhưng vì tiền chỉ đủ mua bình dầu đến cúng dường tam bảo. Lúc đó vị hòa thượng trụ trì trong chùa có thiên nhãn thông ra nghinh tiếp ông ta và mời ông ta dùng cơm. Trong lúc ấy lại có một người nhà giàu cũng mang đến một phi dầu để cúng dường tam bảo. Nhưng hòa thượng trụ trì không đích thân ra tiếp, chỉ kêu vị tăng tri khách ra tiếp. Nhiều vị tăng trong chùa không hiểu tại sao hòa thượng trụ trì hậu đãi người nghèo đó, dù chỉ cúng tam bảo có một bình dầu. Còn người giàu kia cúng một phi dầu mà hòa thượng lại lạnh nhạt. Khi mọi người bàn tán thì hòa thượng đến giải thích nói: một người giàu có mua 200-300 lít dầu chẳng khó khăn gì, song một người ăn mày nghèo sơ chỉ có mấy đồng tiền mà đem hết ra để mua dầu cúng tam bảo, dù chỉ một bình nhỏ nhưng công đức thật vô lượng hơn người giàu kia. Đó gọi là khó xả mà xả được. Ông ta mới là người dùng chân tâm để cúng dường tam bảo. Ông ta là một vị đại hộ pháp. Người trong hoàn cảnh khốn khó mà còn nghĩ đến cúng dường tam bảo, công đức đó thật là vĩ đại. Một người đời này giàu có cũng vì trong quá khứ họ tu tích tập phước báo khó xả mà xả được, khó hành mà hành được. Nghe những lời này rồi đồ chúng mới minh bạch cúng dường tam bảo cần có chân tâm và thành tâm. Ha ha ha, 闻三摩地所